Xin chào tất cả mọi người, hôm nay anh em chúng tôi là đã ở du lịch Đồ Sơn 30/4/5. Vì hiện tại bây giờ đang là sáng 1/5 thì tôi muốn ra đây khảo sát xem là bãi biển Đồ Sơn buổi sáng là có thực sự là gọi là nhiều rác như là gọi là báo chí đưa không. Thì tôi thấy là bãi biển là thực sự là rất là sạch, không có nhiều rác lắm, nhưng mà anh em chúng tôi vẫn thực hiện gọi là một thử thách, đó là nhặt rác hết cái túi này. Đây là túi 10 cân. Đây, toàn quân chúng tôi đấy. Mỗi em sẽ hoàn thành. Ai hoàn thành xong trước cái túi này về được thưởng một cốc mì. Rồi đây. Bắt đầu. Bắt đầu nha. Có thêm một em gái tình nguyện là giúp chúng tôi làm gọi là một việc buổi sáng ngày hôm nay, rất là hoan nghênh. Một tay. Lại thêm một bé gái nữa giúp sức. Đấy. Em gái có người yêu chưa? Đây là tất cả mấy em này là chưa có người yêu này. Đấy, mấy em trai của anh là chưa có người yêu này. Đấy. Học hành à? Thế được rồi, thế thì tập trung học hành nhá. Để anh hỏi vui thế thôi. Con này tập trung học hành nghe chưa? Nhớ chưa? Em nhặt con cá này cho anh này. Con cá này, nhặt nó bằng. Đấy. Biển Đồ Sơn rất đông. Mới có buổi sáng thôi mà mình thấy là biển rất đông. Như ngày hôm qua 30/4 là mưa như thế mà còn không có chỗ mà bơi. Đội chúng mình phải ra tận mãi còn 6 thì sọt để tắm. Đấy. Khá nhiều. Kho báu ở đi đâu? Có vẻ là khá nhiều. Kho báu nhưng mà là kiểu cát nó chui vào trong là nhiều như này là khả năng là nó ở đây rất lâu rồi. Quá là lâu. Nó chìm dưới gọi là cái đống cát này quá lâu rồi nó mới bị như này. Chứ không phải người dân vứt đâu, có thể là biển nó cuốn đấy nhở. Rồi. Let's go.